Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại học Đông Đô đang nóng bỏng, sự nghiệp Phùng Xuân Nhạ thêm lụi tàn. Vụ Đại học Đông Đô đang nóng hơn bao giờ hết. Từ 55 người dùng bằng giả, giờ báo chí đã phanh phui đến 193 người. Tuy nhiên, đang có sự chống đối ngay trong Trung ương, nên danh tính của 193 người này dùng bằng giả ấy vẫn đang bị ém lại. Theo tin từ phía chính quyền cho biết, hiện nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô. Tuy có người đã vội rút lại bằng tiếng Anh của Đại học Đông Đô đã nộp trước đó để làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, nhưng Viện Kiểm sát không đồng ý và phải điều tra đến nơi đến chốn. Rất nhiều quan chức đã có được tấm bằng tiến sĩ, thạc sĩ để thăng quan tiến chức từ cách mua bằng như thế này. Những người đó ắt hẳn đang rất run sợ. Đây là hình ảnh có đến hơn 193 người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô. Cũng theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, có 626 người được Trường Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh. Trong đó, cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ 193 trường hợp được cấp bằng không qua đào tạo. Viện Kiểm sát yêu cầu đơn vị chủ quản xử lý trách nhiệm đảng viên, công chức, viên chức với 193 trường hợp này. Viện Kiểm sát cũng đã đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý hậu quả 60 trường hợp sử dụng bằng giả để thi tuyển công chức, bảo vệ luận án thạc sĩ và tiến sĩ. Theo ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, thì những người sử dụng bằng giả của Trường Đại học Đông Đô như cơ quan điều tra nêu là nộp tiền không học, nhận bằng giả để sử dụng cho mục đích riêng, tức là sử dụng giấy tờ giả, sẽ bị xử theo quy định của pháp luật. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp công chức, viên chức bị phát hiện sử dụng bằng giả để lợi dụng lên lương, lên chức đã bị xử lý, kết quả không được công nhận. Sai phạm này thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Có thể nói Bộ Giáo dục là một bộ nhiều tiêu cực nhất, trong đó Bộ trưởng phải là người chịu trách nhiệm chính vì là người đứng đầu. Đường dây làm bằng giả rất lớn tồn tại trong giới quan chức và việc báo chí chỉ đưa chung chung có 193 người dùng bằng giả thì đủ biết trong đó có những tên tuổi mà báo chí chưa được phép đụng vào. Sai phạm thì rành rành ra đó, nhưng nếu báo chí lỡ nói ra thì có thể bị tuyên giáo tuyết còi và có thể phạt và thậm chí rút giấy phép. Những kẻ dùng bằng giả có thế lực càng mạnh thì báo chí càng không dám nêu tên. Có trường hợp dùng bằng giả nhưng công an yêu cầu bỏ bằng anh văn của Đại học Đông Đô và dùng bằng khác thay thế, chứ không truy tố. Rõ ràng là công an đang rất nhẹ tay với người mua bằng giả. Vậy câu hỏi là những người mua bằng giả là ai mà được ưu ái đến thế? Theo những gì mà cơ quan điều tra đưa ra cho báo chí, thì các nghiên cứu sinh, học viên cao học của hơn 20 trường đại học trên cả nước đã sử dụng bằng giả của Trường Đại học Đông Đô làm điều kiện tuyển sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Trong danh sách các trường đại học này có cả những trường thuộc top đầu như Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, v.v. Cụ thể là Đại học Quốc gia Hà Nội có 5 trường hợp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 8 trường hợp, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học Huế mỗi nơi có 4 trường hợp. Ngoài ra, hai giảng viên của Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế vào năm 2018 đã trúng tuyển vào lớp ngôn ngữ Anh văn bằng 2 của Trường Đại học Đông Đô. Một giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng trúng tuyển vào lớp này. Một trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh của Trường Đại học Đông Đô nộp hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ ở một trường đại học công lập đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp này, sau khi nhận được công văn của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, đã yêu cầu học viên không được sử dụng văn bằng của Trường Đại học Đông Đô và phải nộp văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ khác thay thế. Học viên này đã nộp bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh của nơi khác vào bổ sung vào hồ sơ dự tuyển. Đây là hình ảnh chương trình đào tạo của Đại học Đông Đô. Liên quan đến các học viên sử dụng bằng giả đang theo học tại Đại học Đông Đô, Hà Nội, đại diện của đơn vị này cho biết Đại học Quốc gia Hà Nội không công nhận văn bằng đối với những trường hợp dùng văn bằng 2 ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Đông Đô. Nếu nghiên cứu sinh không có chứng chỉ quốc tế theo quy định hoặc có văn bằng ngôn ngữ tiếng Anh của Trường Đại học được phép đào tạo và cấp bằng để thay thế thì sẽ không đủ điều kiện để tiếp tục làm nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Trong khi đó, không ít trường hợp vẫn lúng túng trong việc xử lý các trường sử dụng văn bằng giả, do đó vẫn chờ hướng dẫn từ các cơ quan có thẩm quyền. Trường Đại học Sư phạm của Hà Nội cho hay
vẫn đang chờ quyết định của cấp có thẩm quyền để xử lý các trường hợp sử dụng bằng giả cho trường đại học đông đô cấp. Cách xử lý mờ ám của Bộ Giáo dục và Bộ Công an Việt Nam cũng được nêu ra trước công luận. Trước sai phạm đã bùng nổ như vậy, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an mà người đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm đã vào cuộc. Nhưng phía Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, tới thời điểm này, Bộ chưa nhận được danh sách các trường hợp đã được trường Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh. Phải chăng Bộ Giáo dục đang cố giấu? Theo đại diện của Bộ Giáo dục nói với báo giới thì việc công khai hay công khai danh tính những cá nhân sử dụng văn bằng không hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền xem xét, chứ họ không có trách nhiệm đó. Trong vấn đề này, không khó có thể nhận ra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quá đá quả bóng trách nhiệm sang cơ quan cảnh sát điều tra. Bộ Giáo dục cũng đã thanh minh rằng họ cũng đã tăng cường kiểm tra kiểm các cơ sở giáo dục, nhất là các nơi hoạt động đào tạo liên thông, liên kết văn bằng 2. Bộ này nói họ đã và đang rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước để theo kịp các thực tiễn, vừa đảm bảo quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, vừa nâng cao trách nhiệm giải trình của các trường hợp cũng như tăng cường khả năng giám sát của các cơ quan quản lý và toàn xã hội. Tuy nhiên, không biết họ đã rà soát như thế nào mà để tiêu cực xảy ra rất trầm trọng. Vấn đề tiêu cực của Đại học Đông Đô chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Và Bộ Giáo dục cũng cho biết họ đang xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học cùng với công cụ phân tích dữ liệu, áp dụng công nghệ nâng cao năng lực quản lý và giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống này, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, cơ quan chủ quản, địa phương để tăng cường kiểm tra, phối hợp với các cơ quan báo chí để tăng cường giám sát và phát hiện. Họ cũng nói rằng sẽ cương quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đây là hình ảnh một bằng giả của Đại học Đông Đô. Nói chung, Bộ Giáo dục cũng đang cố thanh minh là họ không sai và đang rũ bỏ trách nhiệm công bố danh sách những người mua bằng giả. Điều vô lý là họ không làm sai ở dưới nhưng sai phạm nghiêm trọng, rất lớn. Còn về phần Bộ Công an thì đến giờ này vẫn chưa chịu công bố danh sách các cán bộ mua bằng giả này. Có lẽ họ bị vướng vì những nhân vật đang có thế lực rất lớn chăng? Và Bộ Giáo dục đang có hành động tiếp tay cho Đại học Đông Đô, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an khởi tố nguyên hiệu trưởng của trường Đại học Đông Đô và nhiều bị can nguyên là cán bộ ở trường này. Đây là hình ảnh Bộ Giáo dục nơi đang tiếp tay cho sai phạm của Đại học Đông Đô. Theo kết luận điều tra, trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo văn bằng 2, nhưng từ năm 2015, dù trường này không đăng ký đào tạo văn bằng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn cho đăng đề án tuyển sinh của Đại học Đông Đô lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ. Có cả chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 chính quy. Sai phạm như thế, nhưng Bộ trưởng lúc đó là ông Phạm Vũ Luận không cho đóng cửa ngôi trường này. Việc làm này chẳng khác nào ông Phùng Xuân Nhạ tiếp tay cho sai phạm của trường tiếp tục. Và các năm kế tiếp 2016, 2017, 2018, trường Đại học Đông Đô vẫn chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo văn bằng 2, nhưng để đăng ký đào tạo văn bằng 2 và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lại cho đăng lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ này. Để rồi, ngôi trường này ký hợp đồng tuyển sinh đào tạo với 15 cơ sở đào tạo, trong đó có 12 cơ sở đã tuyển sinh được hơn 3.500 học viên, thu về số tiền hơn 24 tỷ đồng. Đáng chú ý, Ban giám hiệu trường Đại học Đông Đô chỉ đạo cấp dưới không tổ chức thi đầu vào, không cần học, phát đề thi và đáp án cho học viên chép lại, nộp bài. Thậm chí có trường hợp không cần hợp thức hóa bài thi vẫn có bằng. Có thể nói hành vi phạm tội của lãnh đạo Đại học Đông Đô là rất nghiêm trọng, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn dung dưỡng. Để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong nhiệm kỳ, Trung ương Đảng đương nhiên cần phải xem xét tư cách của ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ này. Và Phùng Xuân Nhạ dường như thế lực cũng rất mạnh, nhưng khả năng rất cơ cấu. Trước việc một bộ trưởng, một trường đại học mà tổ chức mua bán bằng giả, bằng dởm có nên tồn tại thì tiếp tục đào tạo đại học nữa hay không? Và liệu nếu có cho tồn tại thì ai muốn học ở trường này nữa, khi mà yếu tố quan trọng nhất của đào tạo đại học là tính trung thực đã bị đánh cắp vì đồng tiền? Chắc chắn là nó không xứng đáng để tồn tại và không ai muốn nó tồn tại, nhưng nó vẫn tồn tại. Vậy có phải là ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có vô trách nhiệm lúc này hay không? Và tội này của ông Nhạ đáng ra là phải bị kỷ luật đảng, nhưng ông không bị như vậy và cho thấy thế lực mà ông Nhạ chống lưng có không hề nhỏ. Bộ Giáo dục nơi ông Phùng Xuân Nhạ cũng luôn nói rằng họ muốn xây dựng một nền giáo dục đại học trung thực và chất lượng.
Vậy có nên cho tồn tại một thời gian, một ngôi trường gian dối đào tạo như trường đại học Đông Đô nữa hay không là câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh ông Phùng Xuân Nhạ, khả năng rất cao là không được cơ cấu vào Đại hội 13 sắp tới. Tại hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của giáo dục đại học được tổ chức vào ngày 17 tháng 7 năm 2019 khi đó, ông Phùng Xuân Nhạ đã phát biểu như sau. Các trường đại học phải minh bạch điều kiện đảm bảo chất lượng, để những trường nào chất lượng sau một thời gian không cải thiện được thì phải đóng cửa. Với sự bao che của ông Nhạ trước sai phạm của trường này, khả năng rất cao là ông sẽ không còn được tín nhiệm để tiếp tục giữ chức bộ trưởng sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước ông Nhạ, ông Phạm Phú Luận cũng là một bộ trưởng yếu kém và nay ông Phùng Xuân Nhạ yếu kém hơn, không lý do gì ông Nhạ lại tiếp tục chiếc ghế đầu tàu của bộ này được. Nếu không gạt được ông Phùng Xuân Nhạ ra khỏi chức vụ thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mất uy tín nghiêm trọng và khả năng rất cao ông Nhạ sẽ không còn được giữ chức vụ này trong thời gian Đại hội 13 sắp tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020 với bản tin Đại học Đông Đô đang nóng bỏng, sự nghiệp Phùng Xuân Nhạ thêm lụi tàn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de